Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đồ đồ, không sao chứ, mau rời khỏi đây đi. Thật không ngờ, lần này là nhờ một tiểu nha đầu. Hơn nữa, trong nháy mắt đã thấy một vị tuyệt thế thiên tài. Cho dù vạn năm trước, cũng là thiên tài có thể đột phá đến cảnh giới võ đế. Ăn vào nhất định sẽ rất bổ. Tiên thiên ma thể chi chủng, loại luân hồi do ma đế mạnh nhất để lại vạn năm trước. Ta cứ tưởng đó chỉ là truyền thuyết. Loại ma thể ngàn năm thức tỉnh trước là tàn sát nửa chính đạo, không ngờ lại luân hồi lên trên người của Mộng Oánh. Thanh Dương, toàn bộ đệ tử có chiến lược dưới võ vương rút lui hết cho ta, càng xa càng tốt. Lão Hổ sẽ cố gắng trì hoãn hết mức các người. Cho các người, trưởng môn đang đến Diệu Hoa Tông, các người mau đuổi theo hắn. Một võ hoàng hụt hơi, một võ vương nhỏ bé, cũng dám vọng ngôn ngăn cản ta. Môn phái của các người thú vị thần, linh căn cũng không tầm thường, mấy ngàn thiên tài. Thiên đạo đối đãi với ta không tồi, có nhiều mỹ thực như các người, ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Đời này, ta nhất định là có thể chấn hưng ma môn. Thiên địa thuật hỏa, ma đạo trường tồn. Ồ, còn có người dám tự tìm chết. Đã lâu không gặp. Ngàn năm về trước, ngươi vẫn còn uy phong biết bao. Đương nhiên, vẫn có chút chênh lệch so với bản đế năm đó. Bản đế, giọng điệu này, cái thần thái này. Dạ đế. Không ngờ cường đại như ngài cũng sẽ gia nhập luân hồi. Là do năm đó ta tin lầm người thôi. Năm đó bản đế cùng kiếp trước của người cũng coi như là có chút giao tình. Đời này ta cũng trợ giúp ngươi một phen. Ngươi chỉ cần mở ra tiên thiên ma thể trên người của Mộng Oánh, ta và ngươi sẽ cùng nhau mang Mộng Oánh chế tạo thành ma môn mạnh nhất nữ đế, thế nào? Cách đó cũng được. Cứ quyết định như vậy, ngươi cũng sớm trở lại trước đi. Nhưng mà nếu ta nhân lúc ngươi suy yếu mà hấp thụ ngươi, chẳng phải sẽ đạt được thành tựu ma đế mạnh nhất ở trong vạn năm đổ lại đây hay sao? Ồn ào quá đấy. Đánh nhau thì no mà đánh đi, la làng la xóm làm gì không biết. Đại môn cũng bị thổi tung nhiều lần. Lão tử sao có thể yên tâm đóng cửa được? Hà tiểu tử mau lên. Hồn phách của hắn. Không hổ là thất huyền thánh tôn đạo trường, ngay cả loại sủng vật
Tiên thiên ma thả hiếm có này cũng có. Đây là đâu, ta là ai? Cái này đéo logic tí nào. Cái quần què gì vừa xảy ra vậy? Hắn hách hả? Về sau nhớ hỗ trợ lẫn nhau, nhớ là đừng ảnh hưởng đến việc của ta đóng cửa. Ngươi đến tìm Hề cung chủ? Đúng, đúng vậy. Họ gì, đi đâu, tên là gì? Từ đâu đến, trong nhà có mấy người? Trong người có bao nhiêu mẫu đất?